Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xin gửi đến các bạn chiếc xe Vision phiên bản 2019 màu xanh đá. Đấy, màu sắc đang bán thật rất là tốt trên thị trường Hà Nội hiện tại bây giờ. Đấy. Đây, bây giờ mình quay tổng thể các bạn nhá. Lát nữa mình sẽ đi sâu vào và có một cái phần nữa mình xin giới thiệu các bạn cách sử dụng khóa. Có nhiều bạn có hỏi mình là cái khóa thì nó mất đi cái tiếng lúc mình tắt mở ấy. Thì lát mình sẽ hướng dẫn các bạn luôn, thao tác luôn các bạn nhé. Cái đấy không phải là lỗi gì đâu, hay là hết bình ắc quy đâu. Đấy, trong quá trình mình sử dụng thì vô tình mình chạm vào cái nút tắt mở đấy thì nó mất tiếng thôi. Thì lát mình sẽ thao tác cho các bạn. Bởi vì bây giờ mình nói rất là khó hình dung các bạn. Có nhiều bạn hỏi thì mình có nhắn tin rồi, nhưng mà nhắn tin thì không thể mà nói hết được và các bạn hình dung dễ được. Thì các bạn nào mà yêu mến mình thì dành tặng cho mình một subscribe các bạn nhé. Like, chia sẻ ủng hộ mình. Và có những cái thắc mắc hay là có những cái góp ý thì các bạn có thể comment ở phía dưới, hoặc là inbox Zalo, hoặc là cần tư vấn về xe thì các bạn có thể inbox cho mình. Mình sẽ tư vấn cho các bạn nhé. Và qua cửa hàng của mình. Mình thì ở 120 Võ Trí Công, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội. Đấy. Thì trong thời gian qua thì cảm ơn nhiều anh chị cũng đã qua ủng hộ mình ở tại cửa hàng, mua những sản phẩm ủng hộ cửa hàng cũng như là cá nhân mình luôn. Đấy. Thì với chiếc xe Vision phiên bản 2019 màu xanh đá thì các bạn này, đây mình sẽ quay cẩn thận cái màu sắc này các bạn nhá. Đây, với thiết kế màu sắc này thì được đánh giá nó rất là khỏe, cứng xe và rất là sạch sẽ. Đấy, với phối màu này thì trên xe Vision thì nó rất là đẹp. Thì trên phiên bản cao cấp là cũng thế thôi, nó phối với cái lòng màu nâu này các bạn này. Đây, phối lòng trong màu nâu, yên màu nâu, và một cái chi tiết đặc biệt trên phiên bản cao cấp đó là chữ Vision ở phần đuôi xe này các bạn này, nhìn nó rất là thời trang. Thì trên phiên bản cao cấp thì cái vành và cái tay sách này thì nó vẫn là màu bạc ghi thôi, nó không thay đổi là màu đỏ, nhưng cái phiên bản đặc biệt là đen mờ. Đấy, giá cả chiếc xe Vision này rất là hợp lý, thì lát mình sẽ cập nhật ở phần cuối video luôn, các bạn theo dõi và ủng hộ mình nhé. Đấy, cái xe Vision này thì vẫn động cơ 110 cc, làm mát bằng không khí. Đấy, với bình xăng là 5,2 lít các bạn nhé. Đây, cái bình xăng truyền thống 5,2 lít. Đấy, cũng thoải mái thôi, với động cơ 110 bình xăng 5,2 lít thì mình đi cực kỳ ok. Đấy, cốp xe là 18 lít, ngang với chiếc xe thời trang SH1 đúng không ạ? Phiên bản ngang với chiếc xe SH1, trên tất cả phiên bản thì nó là 18 lít thôi. Đó, rất là rộng, cũng thoải mái để mình để mũ và đồ cá nhân, hoặc là những cái túi sách nhỏ của các chị đúng không ạ? Và đặc biệt thì trên phiên bản Vision 2019 thì đều được trang bị hệ thống khóa Smart Key thông minh. Đấy, thì sắp tới này có thể là tất cả các dòng xe của Honda sẽ được trang bị khóa Smart Key thông minh này. Mình rất mong là thế. Và trên chiếc xe Vision phiên bản 2019 này, về cái mặt đồng hồ này các bạn này, được thiết kế rất là khoa học, bố trí với dạng vòng tròn này này, nhìn nó rất là đẹp, rất là thời trang, kèm theo đó là logo Vision ở trên đây. Đấy, thiết kế này thì hiển thị đầy đủ các thông số về báo xăng đúng không ạ? Và tốc độ thì rất là dễ dàng quan sát để mình người điều khiển dễ dàng quan sát và điều khiển xe. Đấy, và động cơ thì động cơ SP rồi. Cái động cơ SP thì nó tích hợp các công nghệ gì ạ, như là hệ thống ngắt động cơ tạm thời PGM-FI đúng không ạ? Đấy, hoặc là bộ đề tích hợp. Đấy, còn hệ thống đèn các bạn nhé, về cái hệ thống đèn thì nó là đèn halogen truyền thống thôi, nó chưa thay đổi. Có thể thì sắp tới này Honda, theo mình nghĩ thôi, sắp tới này sẽ ra phiên bản mới, nhưng mà mình cũng chưa cập nhật được cái hình ảnh hay là những cái thông tin nào cả, nhưng mà sẽ ra, sắp tới này sẽ ra phiên bản mới Vision 2019, có thể là thêm màu, hoặc là mình có thể thêm một số chi tiết ở đấy. Thì các bạn có thể đăng ký subscribe kênh của mình để theo dõi, mình sẽ cập nhật liên tục những cái dòng xe mới gửi đến các bạn nhé. Đấy, chiếc Vision màu xanh này thì trước đây cũng nhiều bạn hỏi rất là nhiều xem có hàng không, thì hiện tại bây giờ kho mình khá là nhiều, thì bạn nào đang có nhu cầu thì qua 120 Võ Trí Công các bạn nhé. Đây, còn về hệ thống phanh của xe Vision các bạn này thì vẫn là hệ thống phanh trước là phanh đĩa và bên sau là phanh lùn thôi. Đó, nó là cơ bản thế, chưa có ABS các bạn nhé. Động cơ 110cc ESP. Đó, thì bây giờ mình sẽ cùng các bạn đây thao tác cái khóa các bạn này. Ô, để đâu rồi nhỉ? Tuấn ơi, thấy chiếc khóa này đâu nhỉ? À, đây rồi, quên bỏ túi.
Đây. Chìa khóa này, hệ thống khóa này các bạn này, mình sẽ thao tác trên tất cả các dòng xe Emblade này. Bình thường này đúng không ạ, mình mở lên như này. Các bạn thấy đây. Bấm kêu tiếng tít đúng không ạ? Thì mình đấy, hay là khi mình tắt cũng thế thôi. Sẽ có tiếng kêu báo động tít. Tiếng kêu báo động và đèn hậu này nó sẽ nháy sáng này. Thì các bạn lưu ý này, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mà khi mình tắt. Nhiều bạn có hỏi mình là tại sao khi em trước đây em mua thì mới về nó khi tắt mở thì nó có tiếng kêu, mà bây giờ dùng một thời gian thì không có nữa, thì đấy là lỗi gì? Thì mình thực chất các bạn đấy không phải là lỗi đâu. Đây các bạn để ý cho mình nha, mình thao tác trên cái này này, đây đúng không ạ? Bình thường thì mình mở cái đèn xanh đèn đỏ này này, nó sẽ nháy thế này đúng không ạ? Đây đó, thì cứ bật cái này nó sẽ kêu. Nhưng mà trường hợp của các bạn là đây, trường hợp của các bạn là khi bật lên đây này nó sẽ không kêu nữa đúng không ạ? Đây nó sẽ không kêu nữa, không có tiếng kêu, không có tiếng báo động nào cả, là do các bạn lúc mình ngồi sẽ xuất mình dí vào cái này này các bạn này. Đây cái đèn này mình bấm mà không nháy thì nó sẽ không có tiếng kêu. Và bây giờ mình muốn trở lại kích hoạt lại cái tiếng kêu đấy, mình sẽ ấn kết hợp nha các bạn nhá. Đây bây giờ mình chuyển sang đèn đỏ này đúng không ạ, chuyển sang đèn đỏ, ấn nhẹ một cái này nó kết hợp cái nút sinh nhan. Đây ấn nhanh nhá, thì bây giờ mở cho nó sẽ, đây mở sang đèn xanh đi, mình xem đấy nó sẽ kêu đúng không ạ? Đấy các bạn là để ý nhá. Đây nha, mình sẽ thao tác lại một lần nữa nhá. Đây bây giờ thì nếu mà cái đèn này mình khi mình bấm một cái này, bấm mở này mà nó không nháy sáng thì nó sẽ, cái đèn này khi mình bật mở này sẽ không kêu. Đấy thì nếu mà muốn cái đèn báo đấy khi mình mở tắt mà kêu thì mình ấn nút này này, kết hợp này, nút trên này này, ấn nhanh nhá. Đây các bạn để ý này, đó thì cái đèn này sẽ nháy khi mình giữ chuyển tắt mở, nó sẽ nháy này, khi mình mở cái này nó sẽ kêu. Đấy thì các bạn lưu ý cho mình nhá, các bạn thử làm thao tác thật nhanh. Đấy không biết là mình thao tác thì các bạn có kịp quan sát không, thì bạn có thể xem, nếu mà mình nhanh quá thì các bạn có thể tua lại cái phần này để mình xem lại để thao tác là cho đúng các bạn nhá. Đấy thì đấy, trường hợp đấy không phải là hết ắc quy đâu ạ. Đấy thì còn về giá xe Vision phiên bản 2019 vào tháng 5 này, thì thời điểm hiện tại bây giờ giá nó dao động từ bản cao cấp nha, nó rơi khoảng tầm khoảng gần 32 triệu, còn bản phiên bản đặc biệt thì nó rơi khoảng tầm khoảng gần 33 các bạn nhé. Giá này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua cửa hàng, hoặc là các bạn inbox thì mình sẽ báo giá trực tiếp cho các bạn luôn. Đấy thì mình cũng xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Các bạn nhớ nhấn nút đăng ký, subscribe kênh ủng hộ mình để theo dõi những video tiếp theo các bạn nhé. Mình sẽ ra liên tục những clip mới và cập nhật giá liên tục để các bạn cùng nhau tham khảo, để mình có cái xu hướng, mình có cái mục tiêu mình mua xe mà đúng không ạ? Mình có đang tham khảo mua xe, mình có thể theo dõi những clip của mình. Đó, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những clip tiếp theo các bạn nhé.